Đây là con đường Tô Ngọc Vân của phường Linh Đông, quận Thủ Đức. Thì đây là cái hướng từ trung tâm Thủ Đức đi về hướng Bình Phước. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng đi thăm một cái quán ăn sân vườn có câu cá rất là rộng rãi, để xe thoải mái ngay giữa lòng Thủ Đức trên con đường Tô Ngọc Vân tại số 234 Tô Ngọc Vân đây. Cái quán sân vườn thường thường là rất là rộng rãi, chúng ta có thể thoải mái để xe nè, và có những cái không gian rất là thơ mộng và cũng rất là mát mẻ, rộng rãi dành cho những cái khách đoàn, khách gia đình và cả những công ty, doanh nghiệp muốn giải trí hoặc là vui chơi những cái dịp cuối tuần. Đây là đường vào cái quán mà hôm nay chúng ta sẽ cùng thưởng thức những cái món ngon và những cái cảnh đẹp.
tính theo kg nha các bạn, từ cá hô, cá lăng, cá trinh, cá tăm, cá giòn, tôm càng xanh hoặc là tôm sú đầy đủ, những cá heo hoặc là chạch nấu, tôm hùm, nghêu sò, ốc hến, tất cả những cái loại tùy trên rừng dưới biển, từ thỏ cho đến nai heo rừng, gù bò đều có hết, và giá cũng rất là hợp lý, rất là không có mắc lắm đâu. Ở đây có những cái món đặc biệt là đây, hầu 20.000, gù bò chiên tỏi, sườn bê, mực ống, nhồi trứng, giò heo muối quay và hàng độc nữa. Quán thì có một đội ngũ bếp hoặc là chuyên nghiệp nên là lúc nào cũng có những cái hàng độc như rắn hổ ngựa nè, chuồng bạch má nè, gà nước, sen ốc. Anh ơi, cái này là cái gì mà to vậy anh? Dạ, cái gì anh? Cá hô à? Mấy cá hô to to lên thì nó nặng bao nhiêu cân anh hả? Khoảng 12 cân hả? Đây đâu phải mình cá hô, có mấy cá nhỏ này gọi là cá gì anh? Cá lọc quế hả? Tuổi ngọc quế hả? Cá đó là cá nước mặn chứ, nước ngọt hả? Cù động. Thật là chuyên nghiệp, thật là rộng, thật là sạch sẽ, ngăn nắp, rất là chuyên nghiệp để mang đến cho chúng ta những cái món ăn phù hợp vệ sinh và những cái món thật là đặc biệt. Rất là chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ càng. Bò cụ đổng nè, cụ bò cụ đổng nè, gà mực nè, rồi được những cái loại rau được tuyển chọn rất là kỹ càng, được trang trí rất là đẹp mắt. Đầu bếp trẻ chúng ta đang chuẩn bị món cho khách. Món này là món gì đầu bếp hả? Tôm rang muối Hồng Kông với cua. Tôm rang muối Hồng Kông với cua Cà Mau phải không ta? Đúng rồi, tôm hầm rang muối tỏi đi. Còn cua rang muối Hồng Kông. Tôm rất là to, hai con tôm rất là to. Và tôm thôi. Cua Cà Mau được rán bột. Cua Cà Mau và tôm tôm hùm nấu theo phong cách Hồng Kông, được bỏ vào trong một bếp lửa, bếp dầu rất là sôi. Hai con tôm hùm to theo phong cách ẩm thực của người Hồng Kông.
cái nồi chảo dầu rất là to, tôm đã ngả sang màu vàng rất nhanh. Rất là vàng, chín đều rồi và thơm nữa rồi. Món này chắc là rất là bổ dưỡng và cũng rất là ngon đây. Đầu bếp đang cắt những cái đầu tôm hùm ra để cho khách có thể dễ dàng sử dụng và ăn uống tại bàn. Đầu bếp rất là trẻ trung, rất là năng động, được đào tạo bài bản, rất là chuyên nghiệp. Cua thịt Cà Mau rang muối Hồng Kông. Đúng rồi. Cua được tách ra và chiên vàng trước. Giờ anh sẽ làm một cái công đoạn gọi là rang muối Hồng Kông theo phong cách ẩm thực của người Hồng Kông. Làm bằng tôm rang muối ha. Cái dầu vô đi. Cua rang muối hay tôm anh? Cua nào? Cua thịt Cà Mau rang muối Hồng Kông. Làm tôm bằng cái nữa, cái đừng tôm chứ đi. Có gừng nha. Gừng bỏ vô, thêm miếng ớt này nữa nè. Đó. Những cái nguyên liệu được anh bỏ vào trong cái chảo. Đó. Có tỏi phi. Mình đổ điện nhiều lên. Trong này là nó có những cái gì rồi anh? Đây có đậu hành nè, sắc lựu nè, ớt sắc lựu, có rừng sắc lựu nha. Tỏi phi cho vàng lên. Rồi sau đó mình bỏ cua vô đi. Bây giờ tới giờ bỏ cua. Vô. Đốc cho nó đều đi lên cái đi. Cho đây là muối Hồng Kông ha. Muối là muối Hồng Kông hả? Đây là muối Hồng Kông mình gắt lên. Mình chở nó đều. Bỏ phi rồi vô. Cắt đều lên. Bắt lửa. Bắt cái dĩa nha. Thấy nó vuông vậy. Đây là món cua Cà Mau sóc ớt Hồng Kông, muối ớt Hồng Kông. Cua ớt Hồng Kông. Tôm hùm cháy tỏi. Hay gọi là tôm hùm sóc muối Hồng Kông. Được đầu bếp trình diễn của chúng ta. Tỏi được bỏ vào phi. Tỏi băm và cả tỏi củ được lột sạch. Thôi đó. Chín nước đi. Định quay nước dòng luôn thì là cả hành các hành liệu được cho vào nước. Cho gia vị của mình vô nè. Nước tương đó, tương đen được cho vào. Cho chín lên. Gia vị lên, quán. Cũng bỏ thêm tí tỏi nữa. Cho tôm vô đi ha. Cho tôm vô. Vô. Cho mấy cái tỏi này vô. Có phi sắc lét lên. Có phi sắc lét, giờ em mới lọc hành vô ha. Sắc lên nha. Nhẹ nhàng ha. Phải nhẹ nhàng chứ không qua thịt tôm nó sẽ rớt ra khỏi tôm. Nó sẽ không còn giữ lại. Thịt bên trong là cho hết cái này vô. Vô đi rồi. Tỏi phi rồi bỏ vào. Mình làm sao mà cái gia vị nó thấm chưa? Đúng rồi. Để lửa nhỏ để cho gia vị nhỏ đi đi cho nó rút cạn nước thì để nó rút nước và cho gia vị thấm vào trong con tôm. Đây là một liệu đập vào cái dĩa đây. Đây là cái con tôm. Thịt thơm thơm. Để lên rút. Tôm hùm the. Này hay còn gọi là tôm hùm the nha các bạn. Hai con một dĩa, một phần hấp gọi.
trong những cái món rất là nhanh, rất là thơm và ngon, được trang trí thật là bắt mắt và đẹp đẽ. Tôm tôm hùm, trái tỏi, cua thịt Cà Mau sốc, muối ớt. Mình nhồng trứng muối nha. Trứng muối được chiên sẵn phải không anh? Mình không trứng muối mình không chiên, nhưng mà mình hấp nó lên. Trứng muối mình nhét vô bên trong cái thân con mực đó. Đúng đúng rồi, mình phải nhét vô rồi mình sẽ đem rồi. Nhét nó chặt vô. Mực được nhồi trứng muối đây trong những con mực. Anh sẽ dùng những cái que nhọn để mà câu, để mà định vị mới mới chiên đậu hũ chiên giòn để cho trứng muối nó khỏi rơi ra khi chuẩn bị chế biến. Chứ sao đậu hũ chiên giòn là ba phần. Rồi, rồi sau đó mình sẽ đi chiên nha. Mang mực vô. Chiên cho nó giòn. Tay mình đang từ chiên ra. Đây, đầu bếp đang đánh trứng để. Bếp mình bỏ mực vô chỗ cái trứng để làm gì anh? Để cho chiên cho nó nhấp lại vàng cho nó đẹp. Chiên chiên ngon. Mực trứng nhồi trứng muối đang được chiên lên gần chín rồi. Đang lấy những cái que đỏ ra khỏi miệng một trứng nhồi trứng muối và cắt ra. Mực trứng nhồi trứng muối và cả tôm hồng kông, cua Cà Mau, sốt ớt.